Chào bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay cái màn hình con Huawei P40G nha các bạn. Màn hình nó bị cắn bả chảy mật đây nha các bạn. Màn hình Huawei P40G. Màn hình này nó cong bốn góc luôn nha các bạn. Ở dưới đít này nó cong nhiều xuống luôn nè. Trên đầu nó cũng cong, hai bên mép nó cong luôn. Thì con này khách xài cắn bả màn hình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái máy để mình thay màn hình qua. Cái này là màn hình bên mình nha các bạn. Màn hình yêu. Giờ mình sẽ cắt nguồn để mình tháo máy ra nha các bạn. Cái nắp lưng này mình đã tháo sẵn rồi, mình đã tránh mất thời gian để mọi người coi, mình tháo nắp lưng sẵn rồi. Cái nắp lưng nha các bạn. Cái này là bên cái cụm camera của P40G. Con này zoom xa lắm nha các bạn, như là zoom 50x nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành dặn ốc ra trước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo khúc nào mình sẽ gắp khúc đó trước. Trước tiên là mình phải cách ly cái cháu pin ra nha các bạn. Mình muốn làm bất kỳ cái gì, thao tác gì trên điện thoại, mình phải cách ly cái cháu pin ra trước. Là mình sẽ tháo cái khúc này trước, mình tháo men trên này trước. Giờ mình tháo cái chụp này ra nha các bạn. Nó có hai ngóc cố định men nè bạn, đây một con, hai con. Giờ mình sẽ tiến hành tháo cái camera trước nha bạn. Cọng dây này là cọng dây cảm biến ánh sáng của nó, nằm trên cái màn kia nó có sẵn, mình không cần tháo. Bây giờ mình sẽ tiến hành dỡ cái men ra. Giờ mình sẽ tiến hành gắp từng món như trước, mình để mình tránh tình trạng mình lộn nha các bạn. Giờ mình sẽ gắp cái men này vô trước, mình gắp cái bộ phận ở trên vô trước, rồi mình sẽ tiếp tục mình tháo cái ở dưới lên, cho nên tránh tình trạng mà mình quên nhớ ốc ác hay là này kia rồi các bạn trong quá trình mình làm á.
bạn đừng quên lấy cái chấu xiêm dưới này nha bạn. Mà các bạn không có lấy cái khay xiêm dưới này, các bạn không có gỡ được cái đuôi sạc nha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mở máy lên để mình test lại máy trước khi mình gắp cái nắp lưng lại nha các bạn. Mình sẽ gắn sim vô để mình test luôn. Trước khi mình gắp nắp lưng mình phải test hết chức năng của máy để coi chức năng của máy bình thường hay không, mình gắp luôn nha các bạn. Chứ mình không test mà mình gắp luôn, lỡ máy nó có trục trặc gì mình tháo ra cực lắm. Mình sẽ test camera trước nha các bạn. Camera vô bình thường. Mà anh thấy nó zoom không? Nó zoom tới 50x. Camera bình thường nha bạn. Mình test là cam trước. Cam trước bình thường. Mình sẽ test cuộc gọi nha bạn. Mình từ chối cuộc gọi đó, mình gọi lại coi nó chuông lo rung mít rồi bình thường không nha bạn. Lô. Bình thường nha bạn, cuộc gọi bình thường. Wifi của mình đã kết nối sẵn bình thường luôn các bạn. Mình sẽ test sơ màn hình một cái nha. Rồi tất cả các chức năng nghe gọi, wifi, camera, màn hình cảm ứng, tất cả là bình thường hết nha các bạn. Mình thử vân tay nha các bạn. Vân tay bình thường nha các bạn. Bây giờ mình thoát ra ngoài. Mình không có cài vân tay vô đây. Máy của khách mình không có cài vô. Rồi. Tiếp theo là mình test sơ những chức năng hết bình thường hết nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh để mình dán nắp lưng vô. We'll be right back.
mình vừa hoàn thành quá trình thay cái màn hình con Huawei P40 Pro nha các bạn. Trong quá trình mà các bạn sử dụng mà có vô tình làm rớt bể kính thì bên mình cũng có nhận thay kính luôn nha các bạn, thay màn hình hoặc là mình sửa chữa về tất cả các bệnh của các dòng máy Huawei hay là Xiaomi, Apple gì bên mình sửa hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip, hẹn các bạn ở clip khác, bạn nhớ đăng ký và chia sẻ cho mình nha.